kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin Tết Thương vụ ngày 7 tháng 1 của kênh VTC14. Thưa bà con, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước về chăn nuôi bò sữa. Tuy nhiên hiện nay thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh đang dần bước vào mùa khô, trời nắng nhiều vào ban ngày. Đây là nguyên nhân khiến cho bò sữa bị stress nhiệt. Stress nhiệt là trạng thái nhiệt độ môi trường chênh lệch lớn so với vùng nhiệt độ trung hòa của cơ thể gia súc, gây ra xáo trộn các hằng số sinh lý trong cơ thể. Khi nhiệt độ môi trường cao, sự chênh lệch nhiệt độ xung quanh và thân nhiệt của bò càng lớn. Khi đó, bò làm mát cơ thể bằng cách bốc hơi, tiết mồ hôi và thở gấp. Nếu độ ẩm chuồng nuôi cao thì sự bốc hơi không hiệu quả và thân nhiệt bò tăng lên. Khả năng thu nhận thức ăn của bò bị giảm, làm giảm sản lượng sữa, giảm thể trọng. Trong điều kiện thời tiết đang duy trì ở các tỉnh phía Nam, để hạn chế stress nhiệt trong chăn nuôi bò sữa thì bà con cần ổn định khí hậu chuồng nuôi sao cho đảm bảo thông thoáng, mát mẻ khi thời tiết nóng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bò. Một số biện pháp làm giảm nhiệt độ chuồng nuôi không phù hợp như là phun nước lên mái chuồng, phun sương. Điều này sẽ làm tăng độ ẩm, giảm sự thoát nhiệt của bò sữa do hạn chế sự bốc thoát mồ hôi, làm tăng các bệnh hô hấp, bệnh chăn móng trên bò. Do vậy, tốt nhất là bà con nên trang bị hệ thống làm mát chuồng, làm giảm nhiệt độ bên trong chuồng từ 3 đến 5 độ so với ngoài trời. Ngoài ra thì bà con nên tăng chất lượng khẩu phần để bù vào số lượng thức ăn thu nhận hàng ngày, tăng số lần cho ăn trong ngày, nên cho ăn thêm vào ban đêm. Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò uống tự do, bổ sung vitamin C khi nhiệt độ môi trường tăng cao để gia tăng sức đề kháng cho bò. Trở lại với những thông tin thời tiết ở các tỉnh phía Nam, ngày mai tiếp tục là một ngày nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ ở Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở Nam Bộ. Trở ra với miền Bắc, thời tiết ngày mai sẽ không có nhiều biến động. Tuy nhiên, khối không khí lạnh tầng thấp đang được tăng cường yếu trở lại, nhưng chủ yếu là lệch đông nên sẽ không gây mưa nhiều cho khu vực. Đêm và sáng sớm, trời vẫn khá nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sau đó, khoảng từ 7 giờ sáng, trời hửng nắng dần, cường độ nắng mạnh nhất trong khoảng trưa chiều với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Khu vực Tây Bắc còn có nơi trên 27 độ, cảm giác ấm áp bao trùm lên toàn miền. Thời tiết ở Trung Bộ cũng sẽ duy trì tạnh giáo trong ngày mai. Từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, vào đêm và sáng trời nhiều mây, một vài nơi có xuất hiện sương mù nhẹ rải rác. Ban ngày trời chuyển nắng nhanh, nhiệt độ cao nhất ban trưa tăng và dự báo sẽ ở ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào nền nhiệt độ sẽ ở trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Thời tiết sẽ thuận lợi để bà con tiến hành các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây có mưa ở vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, còn cao nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Độ ẩm trung bình là 78 đến 83%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nền nhiệt cao nhất từ 24 cho đến 27 độ và độ ẩm trung bình từ 75 cho đến 80%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây có mưa ở vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, cao nhất từ 25 cho đến 28 độ và độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi có mưa rào ở vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất từ 28 cho đến 32 độ, ở phía Nam có nơi 32 độ và độ ẩm trung bình từ 76 đến 81%. Ở Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào ở vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.